Cả nhà trên đường chạy nạn, ta nhờ sức mạnh không gian đã săn được 2 con lợn rừng. Nhưng cha ngốc của ta lại muốn vứt bỏ chúng. Văn Nguyệt, lợn rừng này rất có thể đã ăn phải thứ độc mà chết nên không thể ăn. Cha sẽ đi vứt nó đi. Cha, không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng sắp chết đói rồi. Con thả bị độc chết còn hơn chết đói. Hơn nữa lợn rừng này vừa chết chưa lâu, có khi độc chưa kịp lan ra. Cha, con bé này sợ là đói quá hóa rồi. Đến thịt lợn có độc cũng ăn. Đúng vậy, thật là đói quá hóa rồi. Triệu Diên Phương nhìn con gái mình không ngừng la hét, nháy mắt liên tục, một lúc cũng không biết phải làm sao. Còn Phùng lão gia thì tinh danh, ngay lập tức nhìn ra ý đồ của cô bé. Cô bé nói đúng, người sắp chết đói rồi, làm gì còn quan tâm độc hay không. Đợi chút, lão già này ăn trước, có độc thì cũng độc chết ta trước. Cha, thịt, Văn Hy muốn ăn thịt. Triệu Diên Phương thở dài bất lực, lấy từ gói đồ ra một con dao, tìm một chỗ rộng rãi để chuẩn bị mổ lợn. Phùng lão gia thì chủ động nhóm lửa. Khi Triệu Diên Phương mổ lợn, mới phát hiện trên lợn có vết kiếm. Hơn nữa hai con lợn vẫn còn ấm. Lúc này mới hiểu ra, có lẽ con gái sợ người khác nhò ngó thịt của họ, nên mới cố ý nói như vậy. Triệu Diên Phương trước tiên cắt một cái chân sau, để Phùng lão gia nướng trước. Phần còn lại ông cắt thành từng dải thịt rộng bằng bàn tay. Thấy có người đến xem, Triệu Diên Phương còn cho họ một miếng để ăn. Nhưng phần lớn người ta đều sợ mà tránh xa. Tất nhiên cũng có người liều mạng, lấy một ít để ăn. Đại tỷ, thịt ngon quá. Từ từ ăn, không ai giành với em đâu. Hu hu, mẹ bụng con đau quá. Sao vậy? Có phải trúng độc rồi không? Phong ca, huynh mau lại xem. Triệu Diên Phương nghe vậy lập tức chạy tới kiểm tra. Còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Văn Ngọc bên cạnh cũng ôm bụng kêu, ngồi xổm xuống. Lần này Triệu Diên Phương thật sự hoảng hốt. Chẳng lẽ thịt lợn thật sự có vấn đề? Ta đã nói thịt lợn này không ăn được mà. Thịt lợn chết vì độc, ăn vào sẽ mất mạng đấy. Các người nên vứt bỏ nó đi. Đúng vậy, nếu thật sự là thịt ngon, họ đâu có chia cho người khác. Mau vứt bỏ đi, ăn vào sẽ chết người đấy. Ta cũng đã ăn một lúc rồi, sao không thấy có cảm giác gì? Có lẽ là lợn rừng mới chết, độc chưa lan tỏa hết. Nên người khỏe mạnh ăn vào thì không sao, người yếu thì sẽ bị trúng độc. Lão già vừa nói xong, mọi người đều hoảng sợ. Lúc này Hạ Thời đã dẫn theo hai tiểu thư đi vào rừng bên cạnh, thuận tiện để người khác thấy họ chỉ bị tiêu chảy. Lòng người lại lần nữa yên tâm. Ta đã biết sẽ bị tiêu chảy, hơn nửa tháng không thấy dầu mỡ, đột nhiên ăn uống thả ga như vậy không bị tiêu chảy mới là lạ. Dọn dẹp đồ đạc xong, Triệu Diên Phương cẩn thận đem nhân sâm mà con gái lén đưa cho mình dùng vài bọc lại, nhét vào trong áo. Cả nhà dưới ánh mắt của mọi người rời khỏi rừng, tiếp tục lên đường. Vì có xe đẩy, tốc độ của họ cũng nhanh hơn nhiều. Ban đầu còn cần hơn 10 ngày mới đến được Ung Thành, giờ chỉ 11 ngày đã đến nơi. Ung Thành đóng cửa rồi. Triệu Diên Phương và mọi người nhìn bức tường thành cao ngất, hai chữ Ung Thành mạnh mẽ trên cổng thành. Tâm trạng hưng phấn vui mừng như bị dội một gáo nước lạnh. Cổng thành đông nghịt đầy người tị nạn, một đường chạy trốn đến đây đã dùng hết sức lực của họ. Nếu chẳng tìm được đường sống tại chốn này thì chỉ có cái chết đang chờ đón họ. Cha ơi, triều đình chẳng lẽ không quản chúng ta sao? Đông Khởi những năm gần đây chiến sự liên miên, nay lại gặp thiên tai. Dù triều đình có biện pháp đối phó, cũng cần thời gian thực thi. Giờ đây chúng ta chỉ có thể chờ ông trời ban mưa, chờ triều đình cứu trợ. Ngô đại nhân đã ra thi triển pháp thuật, nghe tiếng hô hào, những nạn dân vốn nằm trên đất mệt mỏi lập tức đứng dậy xếp hàng nhận cháo. Mọi người yên tâm, ai nấy đều có phần. Ngô đại nhân đặc biệt lập 3 nơi phát cháo suốt ngày, mọi người không cần lo. Xếp hàng ngay ngắn, Nghiêm Phong trưởng thôn sao ngài cũng ở đây. Đại tráng ca đâu rồi? Chúng tôi gặp phải thổ phỉ tại trấn Vân Lai, bị lạc nhau. Nếu không phải trên người tôi có ít đồ ăn, đoạn đường này e rằng chẳng thể vượt qua. Cũng chẳng biết đại tráng và thê tử của hắn có bị chia cắt không. Hai đứa trẻ hiện giờ không biết thế nào rồi. Sẽ không sao đâu, huynh đại tráng sẽ tìm được tẩu tẩu và tìm được ngài. Ngài giờ một mình ở đây, chi bằng theo chúng tôi trước đã, coi như có người chăm sóc lẫn nhau. Vậy thì phiền các ngươi rồi. Không phiền, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Trưởng thôn ra, ngài ăn chút gì đó trước đã. Nha đầu, mau cất đi, cái này không thể để người khác thấy được. Các ngươi đến muộn nên chưa biết tình hình ngoài thành. Ta đã đến đây 2 ngày rồi, 2 ngày nay ngoài thành đã bắt đầu có dấu hiệu bạo loạn. Hôm qua đã xảy ra nhiều vụ cướp bóc, giết người cướp của. Khi con người đói khát thì việc gì cũng dám làm. Hôm nay nếu không có người phát cháo, e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Những thứ này cất kỹ vào, tối đến hãy lén lấy ra ăn. Trưởng thôn ra, chúng ta vẫn còn nhiều thịt, ngài cứ ăn đi, không sao đâu. Đúng rồi, trưởng thôn, ngài ăn chút đi. Nếu không sao có sức mà đợi huynh đại tráng. Lão trưởng thôn gật đầu, cũng không từ chối nữa, dùng tay áo che thịt ăn rất cẩn thận, còn liên tục nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy. Tiên sư cha triều đình cho chúng ta uống loại cháo này, loãng như vậy có thể soi bóng người, lại còn có sâu. Có sâu thì thôi đi, lại còn mùi thối nữa. Các ngươi coi chúng ta như lũ súc vật hay sao? Đúng vậy, triều đình đang tích trữ lương thực không thể thiếu, chắc chắn các quan tham ô hết rồi. Ta nghe nói triều đình đã phân phát lương thực và tiền cứu tế, sớm đã có một đợt rồi, nhưng chúng ta chẳng thấy gì cả. Bây giờ các ngươi còn dùng thứ này để đối phó chúng ta,
mở cửa thành cho chúng ta vào, hoặc là sửa soạn thức ăn cho chúng ta. Nếu hôm nay không có lời giải thích, các ngươi đừng hòng vào thành. Cảm xúc dồn nén của lưu dân đột nhiên bùng phát ra, bao vây quan binh và Ngô đại nhân lại. Quan binh rút đại đao bên hông ra đối đầu với Lưu Minh. Yên lặng, mọi người yên lặng, xin hãy nghe ta nói. Mọi người nghe ta nói, không phải chúng ta không muốn cho mọi người ăn sáng, thực sự là lương thực thiếu thốn quá. Đợt lương thực cứu trợ đầu tiên đã dùng hết rồi, nên Ngô đại nhân không còn cách nào, đành phải lấy lương thực cũ từ năm ngoái để mọi người có cái ăn tạm. Hơn nữa Ngô đại nhân đã sớm báo cáo lên triều đình, xin tiếp tục cứu trợ lương thực, xin mọi người kiên nhẫn thêm vài ngày. Ngô đại nhân vì bảo vệ bá tánh đã tự giảm ăn giảm mặc. Hơn nữa Ngô đại nhân đã liên hợp cùng các quan viên lớn nhỏ để bảo vệ an ninh cho mọi người. Mọi người chẳng bao lâu nữa sẽ được hưởng thụ thức ăn tươi mới. Nếu vài ngày sau lương thực trấn tai chưa tới, mà lương thực quyên tặng cũng chưa tới. Quản sự khẽ đảo ánh mắt, thận trọng liếc nhìn Vũ Phủ Doãn bên cạnh, thấy ông gật đầu, quản sự mới thở phào, đáp lời an lòng bá tánh. Vũ đại nhân bảo đảm với mọi người, nếu đến ngày hẹn mà lương thực của trấn vẫn chưa vào thành, cũng không có lương thực mẫu quyên, sẽ mở cửa nhỏ cho mọi người vào hết. Mọi người nghe xong, trong lòng mọi người có hy vọng, dần dần cũng tản ra. Đến chiều, lại có một người ra bố thí, lần này là đại tiểu thư của nhà Bách Lý, Bách Lý Hương và Bách Lý Hồng. Nhưng lần này họ phát cháo đậu xanh và bánh ngô trộn ít ngũ cốc. Thấy có bánh ngô, mọi người ồ ạt kéo đến. Nhà Bách Lý quả thật là hào phóng. Mười mấy xe bánh ngô có lẽ không đáng giá bao nhiêu, nhưng một khi đã bắt đầu bố thí, việc này không phải chỉ một hai ngày là xong. Không biết nhà Bách Lý có thể cầm cự bao lâu. Chúng ta cũng đi nhận chút đi. Thôn trưởng Gia Gia, chúng ta còn ít lương khô, ngày mai đi cũng được. Mười mấy xe cùng một lúc, hiệu suất chẳng hề tầm thường, chỉ trong một canh giờ đã phân phát xong. Các vị nghe ta nói, vì không biết số lượng người, nên hôm nay chuẩn bị hơi ít, khiến một số người chưa nhận được. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Nghe vậy, nhiều người liên tục cảm tạ Bách Lý gia, thậm chí có người còn quỳ xuống lạy tạ. Đến tối, Kiều Nham Phong không ngủ, mà canh giữ họ. Một là lo bị người khác trộm đồ, hai là lo người khác đến trộm đồ. Gần sáng, Kiều Nham Phong thấy lão thôn trưởng thức dậy, mới dựa vào tường chợp mắt một chút. Ô ô nãi nãi, ta muốn nãi nãi, ta không muốn đi theo ngươi. Ngươi không nghe thấy nó nói không muốn đi theo ngươi sao? Ngươi biết gì chứ? Ta đây là đang giúp nó. Nãi nãi nó đã chết rồi, một tiểu nha đầu như nó sao có thể sống sót? Ta chịu nhận nuôi nó, cho nó miếng ăn, ấy là cứu mạng nó mà. Đúng vậy, tiểu nha đầu này còn nhỏ, không có người lớn bảo vệ, chỉ e là chết đói. Thật sao? Chẳng phải ngươi thấy con bé trông khá được, định đem bán để đổi tiền hoặc đổi lương thực? Sao có thể chứ? Ta chỉ thấy nó đáng thương, muốn giúp đỡ. Nếu nó không muốn, vậy thì thôi. Nữ nhân cũng không dám dây dưa, nói xong liền quạt quạt rời đi. Kiều Văn Nguyệt bước tới trước mặt lão nhân, ngồi xuống bắt mạch cho bà, xác định chỉ là đói mà ngất, mới lấy túi nước linh tuyền từ bên hông ra, cho bà uống vài ngụm. Đừng khóc nữa, nãi nãi ngươi không sao, bà chỉ ngất do nóng thôi. Thật sao, tỷ tỷ, nãi nãi ta chưa chết. Nãi nãi ngươi sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cái này cho ngươi, mau ăn đi, đừng để ai thấy. Nói xong, Kiều Văn Nguyệt đưa cho cô bé một chiếc bánh mì, lấy ra từ không gian. Tiểu nha đầu thấy là đồ ăn liền ôm lấy, sợ bị người khác cướp mất. Miêu miêu không đói, có thể để dành cho nãi nãi ăn không? Cái này là cho ngươi ăn, đợi nãi nãi tỉnh dậy, tỷ tỷ sẽ lấy đồ ăn khác cho nãi nãi. Vậy được, cảm ơn tỷ tỷ. Miêu miêu nhìn Kiều Văn Nguyệt từ từ ăn miếng bánh mì trong tay. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thứ ngon như vậy, thậm chí không nỡ nuốt xuống. Hôm qua không phải phát bánh bột ngô sao? Sao các ngươi không đi lấy? Dù là xếp hàng lấy chút cháo loãng, cũng còn hơn là đói. Nãi nãi đã đói đến mức không đi nổi, còn không yên tâm để ta đi lấy một mình, sợ ta bị người khác bắt cóc. Vậy người nhà của ngươi đâu? Sao chỉ có ngươi và nãi nãi? Cha đi tìm thức ăn rồi, đã lâu chưa về. Mẹ không yên tâm nên đi tìm cha, kết quả cả hai đều không về. Uống chút nước đi, họ sẽ trở về thôi. Miêu miêu. Miêu miêu thấy nãi nãi tỉnh lại, liền chạy tới ôm lấy bà, rồi khóc òa lên. Kiều Văn Nguyệt quay lại xe đẩy, lấy ra một miếng thịt heo nướng và hai lát bánh mì, rồi dùng một miếng vải gói lại, đến bên Miêu miêu đưa cho nàng. Sau đó dặn dò vài câu bên tai nàng, rồi rời đi. Miêu miêu rất nghe lời, chỉ im lặng chăm sóc nãi nãi uống nước, vì tỷ tỷ bảo nàng chỉ được ăn đồ vào ban đêm, nếu không sẽ bị người khác cướp mất. Bên này, nhà Bách Lý cũng như thường lệ xuất thành bố thí, hôm nay không chỉ mang theo 30 xe bánh bột ngô, mà còn nấu 20 thùng lớn cháo đậu xanh. Những thùng đó to như thùng tắm vậy, ước tính đủ cho tất cả lưu dân mỗi người một bát. Trưởng thôn Quế Sinh, chúng ta đi lấy một ít đi. Phùng Thúc, nhờ Thúc trông nom bọn trẻ và hành lý nhé. Đi đi, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Nãi nãi miêu miêu, hay là bà chuyển đồ sang chỗ chúng ta trước đi, chúng ta sẽ giúp bà trông nom. Chúng ta cách không xa lắm, nếu Thúc và Thính quay về, các người cũng có thể thấy họ. Vậy thì làm phiền các người rồi. Nhà chúng ta họ Vương, các người cứ gọi ta là Vương bà là được. Thực ra Văn Nguyệt không phải người tốt gì, nhưng từ khi tới đây, cô càng hiểu sâu sắc hơn thế nào là mạng người như cỏ rác. Dù không thể cứu tất cả, nhưng giúp đỡ vài người vẫn là điều có thể.
Liên tục 5 ngày, lưu dân ngoài thành ngày càng đông. 3 tuần trôi qua, Chu Bằng vẫn tiếp tục bố thí, nhưng người bị cảm nắng ngày càng nhiều. Còn có không ít người vì ăn cơm thiêu mà liên tục tiêu chảy, thời gian dài khiến cơ thể suy kiệt, nặng thì chỉ còn chờ chết. Người chết ngày càng nhiều, nguy hiểm hơn là những xác chết này không ai quản, chưa đầy một ngày đã thu hút rất nhiều muỗi. Bách Lý lão gia, ta có việc gấp tìm ngài. Bách Lý lão gia, cha, con thấy tiểu cô nương này ánh mắt sáng ngời, rất lo lắng, e rằng thật sự có việc gấp. Chi Bằng nghe nàng nói gì trước đã. Minh nữ ra mắt hai vị quý nhân, mạo muội quấy rầy, thật sự là có việc gấp, có chuyện gì cứ nói thẳng. Không quá 7 ngày, Ung Thành sẽ bùng phát dịch bệnh. Không biết chuyện này với nhà Bách Lý có phải là việc lớn không? Bách Lý Hồng và Bách Lý Tiên nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Kiều Văn Nguyệt. Dịch bệnh đủ để trong một đêm hủy diệt một thành trì, bất kể quốc gia nào một khi phát hiện ra thứ này, kết cục chắc chắn sẽ là thành trì chết. Tiểu cô nương, lời này không thể đùa được đâu. Ngài nghĩ ta đang đùa với ngài sao? Hiện nay người tị nạn bên ngoài thành càng ngày càng nhiều, gần như mỗi ngày đều có người chết, và những người chết đó không được xử lý đúng cách, bị vứt bỏ ngoài hoang dã. Thêm vào đó, thời tiết hiện nay rất nóng, những xác chết thối rữa sẽ nhanh chóng biến dị, hình thành dịch bệnh. Lúc đó, không kể người hay động vật, một khi tiếp xúc sẽ lây nhiễm dịch bệnh. Hiện nay, bên ngoài Ung Thành tụ tập không dưới 10.000 người. Ngài nghĩ một khi dịch bệnh bùng phát, Ung Thành có thể đứng ngoài được không? Vậy ngươi nghĩ hiện tại phải xử lý thế nào để không bùng phát dịch bệnh? Dọn dẹp tất cả xác chết ngoài thành, bất kể là chôn dưới đất hay vứt ngoài hoang dã, tập trung lại rồi đốt hết. Sau đó nấu thêm thuốc thang giải nhiệt chữa bệnh nóng, để tránh tăng thêm số người chết. Người đã chắc chắn như vậy và có cách giải quyết, tại sao không tìm đến quan phủ? Việc này để quan phủ ra mặt sẽ tiện hơn. Ta không muốn bị đánh đuổi ném ra ngoài đâu. Ngươi tiểu nha đầu thật là hiểu chuyện. Nếu ngươi đã tin tưởng ta như vậy, thì việc này nhà Bách Lý ta sẽ lo liệu. Vậy ta xin cảm tạ Bách Lý lão gia. À, ta còn muốn bàn với Bách Lý lão gia một chuyện, không biết Bách Lý lão gia có hứng thú không? Người nói thử xem. Trong tay ta có một cây nhân sâm 100 năm tuổi, là ta tình cờ phát hiện trên núi. Ta muốn dùng nó đổi lấy cơ hội cho gia đình ta vào thành, không biết Bách Lý lão gia có đồng ý không? Đúng là sâm tốt, hơn nữa tuổi đời chắc chắn trên 100 năm, quan trọng là rễ rất hoàn chỉnh, cũng xem là cực phẩm. Tiểu cô nương thật rộng rãi. Nhân sâm này nếu mang đi hiệu thuốc, dù sao cũng có thể bán được hơn 100 lượng bạc. Ngươi lại chỉ tặng không cho ta như thế, bạc nhiều đến mấy cũng không quý bằng mạng sống. Được, việc này ta nhận lời. Ngươi hãy đi thu xếp đồ đạc đi, đợi khi ta bố thí xong, sẽ dẫn cả nhà ngươi cùng vào thành. Cha, ngươi thật sự tin lời cô nương đó sao? Lời cô nương đó không phải là không có lý. Dịch bệnh thường đi kèm với thiên tai. Bởi khi thiên tai xảy ra, xác chết chất đầy đồng. Những xác chết không được xử lý thỏa đáng, dịch bệnh hình thành chỉ là chuyện sớm muộn. Đông Quốc đã mấy chục năm không xảy ra dịch bệnh, nên con không biết sự khủng khiếp của dịch bệnh đâu. Bách Lý hiểu rõ, cha mình thà tin rằng có, chứ không dám tin rằng không. Vì Ung Thành là gốc rễ của họ, nhà Bách Lý còn coi trọng Ung Thành hơn cả quan phủ Ung Thành. Đó là lý do gia đình Bách Lý xuất hiện, giúp đỡ những người lưu dân này. Chủ yếu vì sợ loạn lưu dân gây họa cho Ung Thành. Quan phủ Ung Thành bề ngoài cần mẫn yêu dân, nhưng bên trong lại là kẻ gian tham ô, đổi bại. Lần này triều đình cung cấp lương thực cứu trợ thiên tai, đại bộ phận đều vào túi của quan phủ Ung Thành. Trưởng thôn, ngươi hãy cùng chúng ta vào thành trước. Ngươi ở lại một mình quá nguy hiểm rồi. Đại tráng ca sẽ không sao đâu. Vậy cũng được. Bà Vương, bà thật sự không muốn vào thành cùng chúng ta sao? Lúc trước chúng ta đã hẹn với cha mẹ của Niu Niu, sẽ đợi họ ở đây, nên không vào thành nữa. Cảm tạ ý tốt của ngươi. Văn Nguyệt cũng không tiện ép buộc, chỉ đem tất cả thịt trong tay gói vào bao, giao cho bà Vương, cả túi nước cũng để lại một cái. Sau khi dặn dò mấy câu với bà Vương, Văn Nguyệt liền dẫn theo nhóm người già trẻ đi về phía nhà của Bách Lý Hồng. Miêu Miêu mắt đỏ hoe nhìn Văn Nguyệt, trong mắt đầy sự không nỡ, nhưng nàng biết tỷ tỷ vào thành sẽ có cuộc sống tốt hơn, nên nàng không nói lời níu kéo.